Hôm nay mình tìm kiếm và bắt được nhiều cá lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn này, đấy mình bắt được mấy nghìn con cá liền nhá. Rất là nhiều cá koi nhá các bạn. Đây cá koi này, cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nhá. Chứ là cá koi nó đẹp như vậy nhá các bạn. Mình bắt được mấy nghìn con cá koi liền nhá mấy bạn ơi. Đấy, đấy rất là nhiều màu sắc đẹp nhá các bạn. Đấy, cá koi đây này, đẹp không? Mấy chậu cá đầy luôn nhá. Đây cái chậu cá này có mấy cái con cá có cái màu vàng này. Các bạn nhìn này, bởi vì cute cun ngầu luôn đấy nhá. Đấy, cá koi đấy xinh không? À đây các bạn đi, các bạn nhìn này, cái chậu cá này có rất là nhiều cá đột biến nhá. Để các bạn nhìn này, con cá hồng két đỏ này. Đấy, tròn tròn luôn, xịn luôn. Cá hồng két đỏ này các bạn. Đây này, con cá trê này. Con cá trê này thuộc loài cá trê hùng vĩ này. Cá trê hùng vĩ mỏ vịt quạc quạc này, xịn đi. À đây đây, các bạn cùng quan sát nhá. Đây con cá mà có cái sừng trên trán này là con cá la hán này. Đẹp ấy. Oh my good job luôn. Ồ các bạn ơi, con cá này xịn này. Con cá này là con cá phát lộc phát tài này. Có cái màu trắng ngọc trai luôn nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm nhá. Và bây giờ các bạn cùng mình đi bắt cá nhá. Các bạn ơi, các bạn nhìn này, ở cái hồ nước này có nhiều cá lắm nhá. Các bạn nhìn này, một ổ cá liền đi. Rất là nhiều cá to lớn đi, bự đi. Đây này, các bạn. Ôi, ồ các bạn cùng quan sát nhá. Và bây giờ các bạn cùng mình đi bắt và tìm hiểu những loài cá nước ngọt siêu to khổng lồ nhá. Đây này các bạn nhìn này, ui ui, cá trê mà to bằng con heo luôn kìa. Ui, ui nhiều cá lắm các bạn ơi. Ồ các bạn nhìn này, một ổ cá liền nhá. Ok, đấy các bạn ơi. Ok, và bây giờ các bạn cùng mình bắt cá nhá. Các bạn ơi, rồi, các bạn nào, bắt cá là bắt cá vào chậu nhá. Hôm nay đi bắt cá mình có mang theo cái chậu đựng cá rất là lớn nhá. Để bắt những con cá này vào trong cái chậu nhá các bạn nhá. Đây này, một ổ cá liền đây này. Có rất là nhiều cá luôn nhá. Đấy, các bạn ơi, đây là cái chậu đựng cá của mình nhá. Ok, và bây giờ bắt cá vào chậu nào các bạn ơi. Nhiều cá lắm nhá. Đây là con cá koi này các bạn. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nhá mấy bạn ơi. Ấy chà chà, chị mi, đấy, mình bắt được một con cá rồi nhá. Ok. Còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Oh my good job luôn đi này. Con cá này là con cá ba đuôi này, có cái bụng tròn tròn như con heo luôn. Ôi rồi xịn nho. Mình bắt được hai con cá rồi nha mấy bạn ơi. Ok, ở đây còn còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây 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 đây, con cá này đẹp đây này. Con cá này là con cá bướm nhá. Cá bướm ấy đẹp nho. Ok, đây con cá koi bự không. Ui ui, có cái màu vàng luôn nha. Đấy, mình bắt được bốn con cá rồi nha. À cái con cá bướm kia đẹp quá kìa. Đấy xịn nhờ. Oh my good job luôn. Con cua này thuộc loài cua dã tràng nhá. Ôi nó có nhiều màu lắm nhá. Rất là đẹp luôn ấy. Ồ các bạn ơi, mình bắt được con bạch tuộc này. Ồ cái bạn bạch tuộc này có tận 8 cái râu này. Xịn xò luôn. Ok, đấy bạch tuộc thuộc loài động vật biển nhá các bạn nhá. À, xịn xò luôn. Còn nhiều cá lắm các bạn. Ơ kìa 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 kìa. Ôi 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 ôi. Cái bạn mèo tu bin nông xù kia đang phụ mình bắt cá này. Xịn đi, còn cá koi này các bạn này. Ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm các bạn. Đây con cá koi này. Đấy, cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nhá. Thế là cá koi nó rất là nhiều màu như vậy các bạn, đẹp lắm nhá. Đây này các bạn nhìn này. Ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm ấy. Đây này, cá này, hồng két vàng này. Đây con cá hồng két vàng này đẹp đi này. Đấy, xịn nhờ. Oh my good job luôn đây, con cá này là con cá lóc này. Con cá lóc mềm dẻo này các bạn nhìn này. Ôi trời ơi, cute cun ngầu thế nhỏ. Có cái bụng tròn tròn luôn. Ôi xịn thế. Ôi cute thế nhỏ. Đấy các bạn ơi, các bạn nhìn này. Ôi trời ơi, mình bắt được một chậu cá đầy rồi các bạn này. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. À, mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Đây mình bắt được con cá koi bự đây này. Đấy cá koi có cái màu cam của cái củ cà rốt mà cái bạn thỏ thích ăn này. Ôi trời ơi, xịn nhỏ. Oh my good job luôn. Còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm đấy này. Ồ. Ô các bạn nhìn này, mình bắt được con rắn này. Ôi dồi ôi, ô con rắn này. Ôi xịn đấy nhờ, con rắn này các bạn. Con rắn nhá, ô cá gì đây. Ui ui, ai già già, các bạn nhìn này. Con cá koi có cái màu bò sữa này. Ôi dồi ôi các bạn, mình bắt được một chậu cá đầy rồi các bạn này. Nhìn này, ôi dồi xịn đi. Ở cái hố đó cái vẫn còn nhiều cá lắm nhá mấy bạn ơi. Đây này, con cá koi bướm này. Có cái màu cam cam này, xịn này. Ok, đấy. Oh my good job luôn. Các bạn, đấy, mình bắt được một chậu cá rồi nhá. Ở cái hố nước thì còn nhiều cá lắm nhá. Đây đây con tôm ấy. Ô bạn nhìn này. À con tôm này, con tôm hùm siêu to khổng lồ này các bạn này. Có cái màu xanh luôn nhá. Ôi xịn nhờ. Đấy tôm hùm siêu to khổng lồ đấy các bạn ơi. Đấy, ui giời. Oh my good job rồi các bạn ơi. Ở cái hố nước thì còn nhiều cá lắm này. Con cá này cá gì mà đẹp thế? Ô các bạn ơi. Con cá này con cá hề nhá. Cá hề đây. Ui giời con cá này có cái mồm tròn thế. Mồm rộng đi. Ở xịn nhờ. Đấy cá gì ấy? Có cái mồm rộng đi. Đây con cá hề nữa này các bạn. Ấy mình bắt được hai con cá hề nhá. Ở đây con cá này là con cá sú đây các bạn này, có cái màu xám luôn đi. Ôi xịn nhỏ, cá sú ấy. Ok, ô cái bạn vịt này. Ô các bạn ơi nhìn này, mình bắt được con vịt này, con vịt quạc quạc này.
có con vịt chíp chíp quạc 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 này, ôi đẹp nhỏ đấy. Này con vịt để có cái màu trắng này đẹp đây này. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái bạn vịt để vào trong cái chậu đựng cá nhá. Đây, cho vịt con bơi cùng cá vàng nhá. Đấy, xin ông cu tê cu ngầu không. Ok, oh my good job luôn này các bạn ơi. Kìa, nhìn coi, nhìn coi các bạn cơ. Ôi dù, ok bạn mèo. Cái bạn mèo tu vin nông xù ấy. Đấy, được cu tê thế nhỏ. Ok, các bạn ơi, ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nhá. À, bắt cá nào, ôi đây. Ôi, đây nhìn này, ok hả? Rồi, ở con cá sấu đây các bạn này. Đây là cá sấu nhá. Cá sấu đây này, ui. Oh my god, cá sấu thuộc loài cá săn mồi nhá các bạn nhá. Đấy, ngoài có cái bộ răng rất là sắc ra thì nó có cái lớp da rất là dày nhá. Ok. Đây cá gì đây, hai con cá phát độc phát tài này các bạn này. Có cái màu trắng ngọc trai luôn nhá. Ấy, đấy đẹp không? To nhá. Đấy, to đùng luôn, siêu to khổng lồ đấy các bạn. Cá phát độc đấy các bạn ơi. Phát độc phát tài đấy. Ok. Đấy các bạn ơi, ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nhá. À, bắt cá tiếp rồi các bạn ơi, thăm ngàn. Mò cá nào. Đây con cá chép này. Cá chép có cái màu đỏ luôn nhá. Ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm ấy mấy bạn ơi. Rô phi này, cá rô phi này. Ok. Đấy, ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nhá. À, bắt cá liên tục luôn, báo cá liên tục luôn đi. Con cá lóc có cái màu xanh này đẹp này. Đấy, xịn nhờ. Con cá gì đây? Ô con cá này, con cá koi này các bạn. Ai giờ con cá koi này xịn này. Đẹp nhờ. Ơi. Ô các bạn nhìn này. Đấy, mình bắt được một chậu cá rồi nha. Ô nhìn này các bạn này. Ô mình bắt được một cái thau tưới rau này. Ôi thăm ngàn. Đây bây giờ mình sẽ tưới rau nhá. Đây tưới rau này. Đấy, tưới rau nhá. Cái thau tưới rau đây. À, xịn nhờ. Ô các bạn ơi, bây giờ bắt cá tiếp nhá. Ở cái hố nước nó còn nhiều cá lắm nhá. Ôi con này con gì à? À con này con tắc kè này. Con tắc kè này. Xịn nhờ. Ôi tắc kè luôn nhá. Đây các bạn nhìn này. Ôi cá này còn nhiều cá lắm á các bạn ơi. Đấy đây này một ổ luôn đấy nhá. Đây con cá chê này. Các bạn cá chê thuộc bộ cá da trơn nhá. Con cá chê này bự đi này. Đấy cá chê to bằng con heo đây các bạn ơi. Xịn này. To ơi. Cá chê thuộc bộ cá da trơn nhưng là bắt nó rất là trơn nhá các bạn nhá. Ok bắt cá chê nhá. Đi. Bự đây này, to không nào? Đấy, siêu to khổng lồ nhá. Đây này, ui dồi, là con cá chim này. Ai già, cá chim này, ôi là to ơi. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nhá. Ôi bự nhờ. Oh my good job này các bạn này, cá chê đây này. Cá chê bự đây này. Các bạn nhìn này, to đây này. Ôi dồi ôi, nó bự nhá. Ok, đây con cá chép này các bạn này. Cá chép có cái màu xanh quân đội đây này. Ai già cũng đẹp lắm nhở. Đấy, cá chép đây các bạn. Ok, đấy, ui dồi. Các bạn nhìn này, mình bắt được một chậu cá đầy rồi đây này. Ở cái hồ nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Ôi dồi ôi, các bạn nhìn này. Con cá này có cái màu đen luôn đây này. Ui dồi, cá koi đi các bạn ơi. Cá koi nó rất là nhiều màu như vậy nhá. Nó rất là đẹp nhá các bạn nhá. Ở cái hồ nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Các bạn cùng quan sát nhá. Ở đây mình bắt được một cái bạn vịt này. Các bạn vịt quạc quạc là đẹp quá đây này. Ôi dồi ôi, xinh nhỏ. Cu tê, cu ngầu đấy nhỉ. Ô đây này. Ô đây này các bạn. Mình bắt được một chiếc du thuyền nhá. Ấy, xịn không? Ôi vịt quạc quạc ở đây này. Ôi nhiều cá quá các bạn ơi. Ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Đây này mấy bạn nhìn này. Cá chê đây này. Ui. Cá chê trắng. Ồ, cá gì đây? Ô các bạn nhìn này. Cá mập này. Ai già cá mập siêu to khổng lồ đấy. Ô cá mập nhá. Ấy cá mập siêu to khổng lồ đấy các bạn. Ok. Đấy, nhiều cá lắm các bạn. Đây là con cá này, là con cá chê này. Cá chê mà to bằng con heo đấy các bạn. To bằng con heo ép đấy. Ui bự không? Siêu to khổng lồ nhá. Đi nè, ui dù nó to thế nè. Siêu to khổng lồ lần. Ồ, cá chê đây, bự không à. Đấy, cá chê siêu to khổng lồ nhá. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đem hết những con cá này các bạn. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm đấy các bạn. Nhìn một chậu cá đầy luôn nhá. Đấy, nhiều cá không các bạn. Đấy, các bạn ơi, rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi xe lên cái khu chăn nuôi của mình nhá. Các bạn ơi, đấy, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Mình bắt được mấy nghìn con cá liền, rất là nhiều cá đẹp nhá. Các bạn nhìn này, các bạn cùng quan sát nhá. Đấy, mình bắt được mấy cái chậu cá đầy luôn nha. Ok, và bây giờ mình sẽ quay cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương của mình cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, đấy, bây giờ mình sẽ thả cá vào bể này. Đây là cái bể bơi nhá. Cái bể bơi mình dùng để nuôi cá nha các bạn nhá. Đây nè, xịn nè, đấy, cá đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ quay cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương của mình cho các bạn xem nha. Đây nè, cá đẹp đấy, rất là nhiều cá koi nhá. À, các bạn ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều các con vật sinh vật biển đấy các bạn. Nè, tôm hùm Alaska này, cá sấu này, rồi còn đi xe lên trên này là cái khu chăn nuôi thỏ của mình nhá các bạn. Đây này cái bạn thỏ này hơi bị cun ngầu này. Đấy, mình rất là thích cái bạn thỏ này nha. Cho nên là mình rất là chăm chỉ đi lấy rau mang về cho thỏ ăn đấy các bạn ơi. Đấy, thỏ đây này, cái bạn thỏ này có cái màu trắng đẹp lắm nhá.
còn đi xây lên trên này là cái khu chăn nuôi chuột của mình nhá các bạn nhá. Đây này, chuột nhá, hamster nha các bạn, chuột hamster đây. Đấy, hamster nghe rất là Tây Ba Lô luôn nha các bạn nhỉ. Đây này, chuột đây này các bạn nhìn này. Đấy, đây là một cái gia đình nhà chuột nhá. Ấy, chuột đang ngủ nhá. Đấy, dậy. Kìa. Ồ, đây chuột hamster nha các bạn. Đấy, hamster đây. Hamster thuộc loài chuột cảnh nha các bạn nhá. Cho nên là bắt nó không cắn đâu nha. Bây giờ mình sẽ bắt thử cho các bạn xem nha. Đây này. Ấy, không cắn một chút nào đâu nha. Xịn luôn. Đấy, chuột hamster đây các bạn nhá. Hơi bị cute, cun ngầu đây nha. Ok, và bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ cá nha các bạn nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Các bạn thấy mình có cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương, có xịn xò con bò không nào? Rất là xịn xò luôn đấy nha. Ok, ok con dê luôn các bạn. Đây đây, thỏ này, các bạn thỏ này hơi bị cun ngầu luôn nha. Ok, và bây giờ mình sẽ quay đến chỗ cá nha các bạn. Đấy, ok, mình có mấy cái bể bơi dùng để nuôi cá nha các bạn. Đây này. Đấy, đây là tôm hùm này các bạn ơi, cá mập này. Cá mập siêu to khổng lồ đây này các bạn này. Đấy, ui sủi bóng. Sủi bóng kìa. Ui xịn nha. Đấy, đây là tôm hùm này. Tôm hùm Madagascar này. Đấy, to. Tôm hùm siêu to khổng lồ nhá. Đấy, ok. Rồi và bây giờ mình sẽ quay đi xe lên trên cái khu chăn nuôi các con vật của mình nữa cho các bạn xem nhá. Ơi các bạn ơi, đây là những sinh vật biển này, một rổ luôn. Rồi, đây các bạn này. Đây là con bạch tuộc nhá. Con bạch tuộc có 8 cái râu nhá. Đấy, xịn luôn đi. Ok. Ok, đấy các bạn này là con cua nữa này các bạn này, con cua da tràng này. À đây con cá lóc mềm dẻo này. À, có cái màu xanh luôn nhá, màu xanh nõn chuối luôn này, xịn ấy. Đấy, cun ngầu lắm nhá. Ok, rồi các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm các bạn. Đây này, mấy cái chậu cá đầy luôn. Hàng nghìn con cá liền nhá. Rất là nhiều cá koi và cá chép nhá. Đây này, con cá có cái màu đen này. Đấy. Xịn không? Ok, thì các bạn thấy mình có cái bể bơi để dùng để nuôi cá luôn nhá. Hơi bị cute cun ngầu luôn nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm các bạn ơi. Mấy cái chậu cá đầy luôn nhá. Đây con cá chim này. Đẹp ấy. Đấy thấy. Ok à. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nhá. Hơi xịn đấy các bạn. Ôi, hôm nay mình tìm kiếm và bắt được rất là nhiều cá các bạn ơi. Mấy nghìn con cá liền nha các bạn, cùng quan sát nhá. Đây này các bạn. Đi xe lên trên này là cái khu chăn nuôi rùa của mình nhá các bạn. Các bạn ơi, ở bên trong cái bể này trên này, đây các bạn nhìn này. Cái bể này mình nuôi rùa nhá. Ấy, có rùa này các bạn này. À đây, cái bạn tôm này đẹp đây này. À, tôm này là tôm hùm nhá các bạn nhá. Tôm hùm đất đây các bạn. Đây này con rùa này. Con rùa này xinh này, con rùa này thuộc loài rùa vẽ đông nhá các bạn. Rùa vẽ đông xịn nhá. Cun ngầu không? Ok, đây con rùa này. Con rùa này thuộc loài rùa tai đỏ nha các bạn. À, nó đặc biệt là nó đột biến cái mai màu xanh nhá. Ở bên cute cun ngầu ấy nha các bạn. Ok, các bạn thấy cái mình có cái khu chăn nuôi các con vật có xịn không nào? À, và bây giờ mình sẽ đi bắt các con vật dễ thương nữa nha các bạn nhá. Đấy, cá đây này. Rồi con cá này có cái màu bò sữa này đẹp đây này. Ơi xịn nha. Ok. Rồi ok các bạn ơi, và bây giờ các bạn cùng mình đi bắt các con vật dễ thương nữa nha các bạn nhá. Ok, các bạn ơi. Hai con rắn độc lạ luôn nhỉ. Độc lạ Bình Dương luôn. Ồ các bạn ơi, hai con rắn này là hai con rắn hổ mang nhá. Rồi, đấy công chuyện này. Rắn độc nhỉ. Chơi luôn. Chơi lớn luôn. Bắt rắn độc luôn các bạn ơi. Đấy, rắn nhá, có cái màu đen xì luôn. Màu đen như màu đen luôn. Ui, ấy ra. À, hai con rắn này là hai con rắn hổ mang chì nhá các bạn. Đây này. Nó có cái màu đen luôn nhá. Ui giời, đây này các bạn này. Chà chà. Rồi. À, nó có cái màu đen xì luôn. To. Ghê gớm nữa các bạn ơi. À, dạ, cũng đánh đá lắm nhá, không đùa đâu các bạn. Chơi lớn luôn, bắt thật không đùa các bạn ơi. À, đấy, rắn độc các bạn ơi. Đấy, có cái màu đen luôn nhá. Ok, hai con rồi nha, mình bắt được hai con rắn rồi các bạn. Đây. xịn xò con bò thế nhờ. Ok, đấy các bạn ơi. Không đùa nha, bắt thật nhá. Đấy. Đây này các bạn này. Hai con điền các bạn nhá. Đấy, hai con rắn rồi. Cá sấu các bạn ơi. Đây cá sấu xịn nhá. Rồi rồi. Cá sấu siêu to khổng lồ luôn các bạn. Cá sấu thuộc loài cá săn mồi nhá. Nhìn nó như vậy nành như vậy vẫn rất đánh đá các bạn ơi. Cắn luôn đấy nhá. Rồi bắt này. Ui. Không được rồi. Ôi để cá sấu các bạn ơi. Cá sấu các bạn. Ui, vậy là mình đã bắt được cái đuôi của nó rồi nhá các bạn. Đây cá sấu nhá. Cá sấu xịn các bạn ơi. No.
Ô các bạn ơi nhìn này, ôi ơi, cái bạn ốc mượn hồn với bạn rùa nhá. Ô kìa, hai cái bạn rùa này cõng nhau đi chơi đâu đây, đi shopping ấy. Rùa các bạn nhá, rùa common này, rùa common siêu to khổng lồ nhá. Ok, đẹp nhá các bạn ơi, rùa common này thường gọi là rùa common cá sấu nhá. Đấy, ba cái bạn rùa này đang chuẩn bị cõng nhau đi chơi đi này. Ôi giời, shopping ấy, rùa common các bạn ơi, ok. Ui dùi, cái bạn rùa này phải được 1000 năm tuổi rồi nhá các bạn. Nó rất to lớn nhá, rùa siêu to khổng lồ ấy, các bạn rùa đi đâu đây, ok kìa. Ô, tân kìa. Ôi xịn đi. Đấy, rùa common nhá các bạn, rùa common siêu to khổng lồ nhá. Các bạn ơi. Ok. Úi giời. Oh my good job luôn. Lát nữa mình sẽ cho cái bạn rùa này ăn thịt lợn nha các bạn nhá, thịt heo ấy. Ok. Úi nó bự nhỉ. Ai giả, cái bạn rùa này to không các bạn ơi? Con rùa common siêu to khổng lồ nhá. Nó rất là lớn đấy các bạn nhỉ. Bự nhá, bự nhá. Rùa này phải được 10 kg nhá các bạn nhá. Nó rất là to đấy. Nó đi kìa. Cái dáng đi kìa. Uinh ở động đất luôn các bạn nè. Bự nhá. Ok, oh my good job luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ lùa cái bạn rùa này vào trong cái bể nuôi rùa của mình nhá các bạn nhá. Rồi mình sẽ cho rùa ăn nhá các bạn nhỉ. Mình sẽ cho rùa ăn nhá. Đây các bạn cùng quan sát nhá. Đây các bạn nhìn này. Rùa ăn này. Ok à, táp nha. Mình đang cho rùa ăn thịt heo nhá các bạn nhá. Thịt lợn đấy. Đấy, đang ăn kìa. Ô, nó ăn kìa. Ngon không nào. Ô, nó táp kìa. Tọp. Ôi trời ui. Bự không? Giờ con mon ăn khỏe lắm các bạn ạ. Ăn khỏe nó rất là nhanh lớn các bạn nhỉ. Đấy, bự không? Siêu to khổng lồ nhá. Rồi con mon siêu to khổng lồ của mình các bạn rất là to luôn đi. Nặng 10 kg nhá các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Đấy, còn miếng thịt kia ăn với bạn rùa ấy. Ok ạ. Ôi. Oh my good job luôn. Ôi, xịn luôn. Ok. Đấy. Ồ các bạn ơi. Đấy, rùa này xịn lắm các bạn. Đấy, rất là dễ thương luôn đấy các bạn nhá. Để mình khám phá xem bên trong quả trứng này có con vật gì không nào. Để trứng nhá. Rồi. Đây cũng vậy các bạn ơi, trứng. Ồ để mình coi xem nào. Rồi. Ok. Ái chà. Ui. Ái à. Rồi. Ui. Bên trong cái quả trứng này nhá. Có rất là nhiều những con cá nhá. Báo cáo liên tục nhá. Rồi. Tới công chuyện rồi, đây cái thùng đựng cá nhá. Ok. Ái xà xà, xịn luôn. Ok. Và bây giờ mình sẽ cho hết những con cá này vào trong cái thùng đựng cá của mình nhá. Hôm nay mình bắt được thêm rất là nhiều cá nữa rồi các bạn. Đây, xịn luôn. Ok. Và bây giờ chúng ta đi khám phá tiếp xem nào. Rồi, ok, let's go bạn ơi, đi nào. Đấy. Ai báo nhá. Ôi anh gì đây? Trứng nữa. Ôi giời các bạn ơi, trứng màu cam luôn nhá. Bên trong quả trứng màu cam này có con vật gì nữa không nào? Rồi, báo liên tục luôn. Ok. Ở đây, bên trong quả trứng màu cam này các bạn. Ái chật chà. Hồi hộp đây rồi. Rồi. Rồi, tới công chuyện rồi các bạn. Úi dồi ôi. Bên trong quả trứng này các bạn có rất là nhiều con cá nữa nhá. Thì các loại cá, cá coi, cá chép, cá chim, cá chết kìa. Cá màu sắc luôn. Ok. Cho con bò luôn. Bây giờ mình cho rồi nhá. Đấy. Ok, và bây giờ mình cùng các bạn đem những con cá này mang về nhá. Mang về nuôi làm thú cưng các bạn ơi. Rồi mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem sau nhá. Ok, đấy, rất là nhiều những con cá đẹp, rất là nhiều đa dạng màu sắc luôn. Ok. Ơi, xịn luôn, xịn sao con vò luôn. Hôm qua ở chỗ mình ở các bạn ơi, có cơn mưa lớn ấy. Có rất là nhiều những con cá nó bị tràn từ trên cái hồ thủy điện xuống cái mương ấy nhá. Sáng nay mình ra muộn quá, một số con nó bị tèo rồi các bạn. Con cá này là con cá chép này, có cái màu đỏ này, bị tèo đây này. Một số con vẫn còn sống các bạn ơi. Đấy, rất là nhiều những con cá nó bị tèo ấy nhá. Đây con cá này, con cá coi đây này, cá chép đỏ đây này. Đấy, tèo hết rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ để con cá này vẫn còn thở đây. Đây. Con cá coi nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lọc những con cá là con thỏ để mình sẽ đem về nhà mình nuôi nhá. Ok, để các bạn con này vẫn còn sống đây này. Đấy, vẫn còn thỏ khỏe nhá. Ok. Một con này nhá, vẫn còn đầy các bạn. Con cá coi có cái màu vàng như đây này. Đấy, nó thỏ thì mình sẽ đem về nhá các bạn ơi. Còn nhá, còn rất nhiều các bạn. Đây, có cái màu vàng luôn nhá. Đấy nó mang nhá, thỏ cái. Úi xui, xịt xò con bò nhá. Rồi còn nhá. Còn đầy đây này các bạn này. Ô kìa, cá gì đây? Con cá coi nữa đây này. Rồi, ô, con cá chấm này. Các bạn ơi, con cá chấm này. Con cá chấm cỏ đây này, đấy. Đây là con cá chấm cỏ siêu to khổng lồ luôn. Đấy, báo cá chấm nhá. Ok. Rồi, cá chấm đâu? Ô kìa. Rồi, nó nhảy ra ngoài luôn, nó khỏe các bạn ơi. Đấy, cá chấm thuộc loài cá. Nó rất là có sức khỏe các bạn ơi. Nó còn sống, khỏe lắm. Rồi đi này.
Cá gì đây? Cá koi này, con cá koi này có cái màu đẹp thế, có cái màu đỏ luôn đây này. Ui xin ấy, mượt thế nhờ. Tinh tinh rồi các bạn ơi. Thế này báo cá rất nhiều luôn. Ok rồi, cá nó đây này. Con cá này, con cá chép luôn này. Đấy. Nhâm kìa, vẫn còn thỏ nha. Thỏ khỏe luôn đấy. Rồi, còn thì con cá gì nữa đây? Ồ, con cá chép đỏ luôn này các bạn này. Đấy, vẫn còn thỏ rất khỏe luôn. Rồi, đây này các bạn này. Còn đây cá luôn. Con cá ba đuôi nữa đây này. Ui giời ui. Có cái sừng tròn tròn luôn. Ôi, rất là đẹp luôn nhờ các bạn nhờ. Rồi, cá gì nữa đây? Con cá ba đuôi nữa đây này. Ai thật đẹp nhờ. Ôi, xịn nha. Ai, cá gì nữa đây? Ồ, con cá ba đuôi nữa này các bạn này. Ồ, đẹp nhờ các bạn ơi. Đấy, mình bắt được rất là nhiều những con cá các bạn ơi. Đây, bây giờ mình thả hết vào rồi các bạn. Đây, một cái bể cá luôn. Hàng nghìn, hàng vạn con cá luôn các bạn ơi. Rất là nhiều cá koi, cá chép, cá chim, cá hồng kết vàng, cá beta, rất là nhiều những loài cá cảnh siêu to khổng lồ các bạn ơi. Mình đang cho cá ăn nha các bạn. Các bạn nhìn này, các bạn cùng quan sát nha. Mình đang cho cá ăn nha các bạn ơi. Đấy, chiêu không, chiêu không? Ồ các bạn ơi, đấy mấy cái bạn cá đang ăn rất là ngon luôn nha. Ồ ấy, xinh không? Đấy, rất là nhiều cá các bạn ơi. Hôm nay mình bắt và thu thập được rất là nhiều cá các bạn ơi. Đấy, mình bây giờ đang cho cá ăn nha các bạn. Ấy, rất là đẹp luôn đi. Chiêu rất là nhiều những con cá.